Nếu thể kết nối sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ cắm cấp nguồn cho repeater. Sau đó thì chúng ta sẽ vào điện thoại, chúng ta sẽ tìm tên của Wi-Fi. Ở đây tên của Wi-Fi sẽ là repeater D546. Chúng ta sẽ nhấn vào. Nếu mà trong trường hợp khi mà chúng ta tích vào Wi-Fi để có thể kết nối mà nó không ra đường link cài đặt thì chúng ta sẽ vào điểm truy cập có ở trên sách hướng dẫn nhé. Rồi ok, ở đây với giao diện này thì chúng ta sẽ có là chọn tiếng nhé. Ở đây thì sẽ có 3 thứ tiếng nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ login vào. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có 2 chế độ để các bạn có thể lựa chọn cài đặt. Đó là chế độ không dây và chế độ có dây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi kết nối với chế độ không dây là chế độ repeater nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào và chúng ta sẽ tìm kiếm nhé, xem wifi mà các bạn muốn sử dụng là gì. Các bạn lưu ý nhé, ở đây thì chúng ta không thể đổi tên wifi được nhé. Tiếp đó thì chúng ta sẽ phải điền mật khẩu của tên của cái wifi mà các bạn muốn kết nối nhé. Xong đó thì chúng ta sẽ nhấn like và finish. Sau đó thì chúng ta sẽ quay ra và chúng ta sẽ chọn tìm tên wifi mà các bạn vừa mới cài đặt nhé, mới thiết lập nhé. Ok. Đó, ở đây thì chúng ta đã có là VLAN này 2.4G. Rồi ok, giờ thì chúng ta sẽ test mạng nhé. Kết nối thì cũng khá là đơn giản, đúng, dễ dùng. Rồi ok, ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã vào kết nối ok rồi nhé. Đây, chúng ta đã có mạng rồi, đó. Rồi ok, nếu có thể chuyển qua chế độ khác thì chúng ta cần quên wifi mà các bạn vừa cài đặt. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn nút reset ở bên sườn của wifi repeater. Chúng ta sẽ nhấn giữ đến khi đèn thông báo tín hiệu nhấp nháy thì ok nha. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ đó chính là Ascension Modem. Với chế độ này thì chúng ta sẽ thao tác tương tự. Ở đây thì chúng ta sẽ vào wifi. Tiếp đó thì chúng ta sẽ login. Các bạn sẽ chọn ở phần dưới là App Modem Setting. Ở đây thì chúng ta có thể thay đổi tên mà các bạn mong muốn. Tiếp đó thì chúng ta sẽ điền password. Đây là password mà các bạn muốn nhé. Các bạn muốn cái password nào thì các bạn sẽ điền vào. Xong đó thì chúng ta sẽ like và finish. Ok. Lúc này thì chúng ta sẽ cắm dây mạng tổng vào Wi-Fi repeater. Ở đây thì chúng ta sẽ cắm cấp mạng vào cổng WAN. Rồi ok. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nó đã có là VLAN 3216 rồi nhé. Rồi chúng ta sẽ vào. Chúng ta sẽ điền cái mật khẩu mà các bạn vừa đặt nhé. Xong rồi chúng ta sẽ kết nối. Rồi ok, đã vào. Giờ thì chúng ta sẽ test mạng nhé. Rồi ok, mạng đã ok các bạn nhé.